Bách lát cool downs. Bài tập kéo lưng xô với cắt ở sau gáy. Bài này cải thiện phần xô lưng rất tốt khi kết hợp với bài lat pull downs. Động tác tập chuẩn. Tư thế chuẩn bị: ghế ngồi sao cho chân thoải mái, phần đùi được giữ chắc chắn, hai tay để rộng hết thành đòn ngang. Thực hiện: khi kéo xuống hít thật sâu, hơi ngả vào một chút, tránh thanh đòn va vào đốt sống cổ. Cố gắng cảm nhận phần cơ xô kéo chứ không phải tay trước. Khi lên dùng phần cơ xô giữ lại thật chậm, hơi ngả người ra sau một chút. Khi tới điểm cao nhất, không quá khớp tay, thở mạnh hết ra. Bài tập này, bạn tập 3 hiệp. Hiệp 1, cố gắng tập sao cho mức tạ, tối đa kéo được 12 reps. Hiệp 2, tăng mức tạ, thêm chút sao cho mức tạ, tối đa kéo được 10-12 reps. Hiệp 3, tăng mức tạ tối đa, cố gắng kéo được 8-10 reps. Nghỉ 30 giây đến 60 giây mỗi hiệp, sau đó nghỉ 2 phút để chuyển bài.